giải pháp nào đối với các loại cỏ cháo chắc đã kháng thuốc? Hãy sử dụng thuốc diệt cỏ Basagran, đặc trị cỏ cháo chắc và các loại cỏ đã kháng thuốc, hiệu lực kéo dài. Thuốc diệt cỏ Basagran chỉ với một lần phun, cỏ chết đạt trên 97%, thậm chí cỏ trổ bông vẫn chết bình thường. Ngoài ra, Basagran có tính năng vượt trội là an toàn cho lúa. Basagran, đặc trị cỏ cháo chắc đã kháng thuốc, an toàn cho lúa. BASF. We create chemistry.